kẹp đẻ tới ngày mai không phải lậu. Để chén vàng mới được nha. Nó nhảy ra đây. Anh xin chào cô chú anh chị các bạn xem kênh của Lo Nhẫn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay tính để thêm ba xíu mình bật mí hả bạn? Mình bật mí sao? Nhưng thêm ba vô đầu luôn. Lâu quá trời cũng nhắn Lo Nhẫn, cũng nhớ Lo Nhẫn chứ con. Dạ. Thêm ba là vô gác vô. Làm giàu không có chị vô mất phần quá trời, không vô được, thành thử ra nay chở việc Lo Nhẫn rồi được. Vô kỳ kỳ mới được à. Cái này chở lại lâu không hết ba? Chở lại lâu quá con. Điện hồi nãy thím ba điện vô, thím ba nói là mẹ điện ra mẹ kêu thím ba vô chơi, cái thím ba nói là em mới sửa sẵn lại tính vô nè. Cái nói thôi vậy thôi, hồi nữa đợi Út Thành đồ vô phải vô quay clip luôn. Cái nói không chịu đó, đi vô xe trước đó. Dạ. Vô mình mệt quá, mình nằm mình ngủ. Làm sải cánh á. Sải cánh giờ thì bà nắng không có. Dạ. Bây giờ mình đi giường hái rau hả mẹ? Giờ mình đi giường hái rau. Dạ. Mình mới dạ. Làm thôi mà mình khô nha. Cái phía này là mình mới chán hôm qua nè cô chú anh chị. Mà hôm nay là nó khô gan à. Cái này 8 giờ phun sẵn rồi, bắt đầu mới làm thêm này nữa. Chán tới đó đó. Hai cái bàn. Chán tới chỗ cái khuôn đó đó, khép sẵn rồi. Chán dòng mai rồi làm cái khuôn đó đó thấy mà. Đi vô tay đạp xe đi coi. Còn khuôn này cái mở chia ra hai phần mới hết. Dạ. Chắc ngon mốt kịp không con ta? Kịp ba. Kịp thêm ba. Kịp không con? Kệ mình chán từ từ tới đâu tới. Làm gì đây? Cái bụi ngò của con nó nhảy con nhớ phải đi ra giường mà ngò cũng hủ quá trời tốt luôn. Ngò em dữ lắm à. Quá trời đó ngò luôn. Nhãn mình bữa nay mẹ trái bắt đầu lớn nha. Nó chưa già để già mẹ vô cho chị. Nhưng mà chứ cũng ăn chứ. Quá trời. Mà nhãn này vẫn còn lớn nữa nè hả ba? Lớn còn lớn, tại vì sao nhãn này nãy trứng đó con mà ổng thắng lại đông. Đúng luôn hả? Hay vậy chạy trước em. Ôi ơi, Út Thành mà thu hoạch nhãn tím hồi nào là tỉa hồi nào Út Thành. Cái nhãn tím bẻ hôm gài hả ba? Còn bao nhiêu con? Con không nhớ nữa. Tại bữa hổm bán cũng được mấy chục ngàn á. Mình bẻ rồi mình. Ở khách người ta khói mà không nhãn. Cái hành nhãn này cô chú anh chị. Cái hộp nó bắt đầu khô lại nè cô chú anh chị. Cái hộp nó hành nhãn bắt đầu khô lại là bắt đầu. Dạ. Trái mấy con vịt của mình nó lội ra tới ngoài vườn luôn kìa coi chứ vậy. Vô tay ginh nó theo cái gì vô tay? Bỏ xe đạp vô ginh con su ra đó hả? Nó nặng quá. Su cái nè. Mệt quá trời mệt hả vô tay? Nó nặng. Thôi giờ kêu nó đi ra mình đi hái rau nè. Cho nó đi đi. Mấy cây nhãn. Mấy cây nhãn của mình ở đây chín rồi nè Tây ơi. Ồ, nhãn này chín rồi. Ngày mai mình hái mình được rồi đó Tây. Xúc cái nè. Giờ thím ba chắc cũng khoảng một tháng rồi đó cô chú anh chị mới có quay lại của Lo Nhãn. Giờ thím ba cũng làm quá trời làm luôn. Đúng mía hả mẹ? Đúng mía thôi. Ăn mía. Ở này chắc trồng ngon ta. Cái mía hả trời mình trồng để con ra quá chừng. Hai ơi, dạ. Đi lâu rồi. Ủa, lạp xưởng. Lạp xưởng của chị hai nè thím ba. Sáng đi vườn nữa đó. Dạ. Xin đấy mà. Xin quay con. Nó xin nó bên lỗ đấy mà. Xin quá ha. Đi dạ. Đi giao nhãn về rồi xong rồi ẩm lạc xưởng về luôn. Biết lý do. Rồi rồi. Xin ba xin giống chó mới không? Dạ. Giống chó nhà nó sống vậy. Ra Út Thành một lần phải đi xin giống chó mới về nữa. Với lại nó là chó đực á em bà. Đúng rồi, con sổ chứ. Dạ. Ừ. Ừ. Dạ. Ăn luôn đó hả? À, ăn ăn. Lộc cái này làm clip ăn hết cái cây mía đi ba lại. Nhãn bên đây trái sai nè không? Sai.
ngon. Mía quá chị già luôn. Không được rồi, để mẹ tứ cái tay. Cái nhà có ăn mía không? Cho khúc khúc rồi để ăn hoài không hết. Thằng đấy ta ăn cái dưới góc dưới trước cho nó ngọt. À, rồi nó mềm. Để nó xuống đi, tay ginh gì nổi ta. Gặp sữa. Wow, cái lám ngò muối này bắt đầu ngon quá trời hả em ba? Không bự quá trời, còn lớn quá, mẹ nước chảy vô, mình lớn rồi con. Hai đàn nước không ba? Cái đám rau muống này nó khác với đám rau muống ở bên kia. Đám rau muống bên kia là rau muống tàu. Tàu trắng. Ôi, cái cây nhãn bò của mình mới đây mà nó tốt dữ vậy đó hả mẹ? Ừ, tốt quá trời tốt. Hồi hôm rồi hình nhớ có hành quay một lượt là nó mới lên khoảng một nửa gan tay mình thôi. Hôm nay là bắt đầu nó dài quá trời mau luôn. Rau muống nào ngon bằng rau muống này đâu. Hứa hẹn là năm sau là mình có cái giống nhãn mới à. Cái nhãn sùng tiêu. Cây của anh ba nghe ốc đây. Sùng tiêu này là ăn rất là ngon luôn nè. Dạ. Sùng tiêu thì cái lọc nó nhỏ, nó thịnh hành hơn. Dạ. Sùng tiêu ăn nó cũng không thua gì thanh nhãn là ngon á. Còn cái thịnh hành hơn. Ăn ở đâu qua lọc? Chỉ nó không bẻ nhãn sùng tiếp mình bán đó, mình có mấy trái mình ăn thử đó. Sao phải quên quá vậy? Bẻ ăn thử rồi còn cho, bẻ đi cho nữa. Bẻ đi cho đó, cũng như nhãn nhà vậy ha. Ba vô đãi vô thím ba món văn nhã nghe thím ba. Này ếch của cà lô nhãn nghe thím ba. Ếch này nói chung là cả tấm lòng của lao nhãn đãi thím ba đó, cà lô nhãn nuôi á. Ếch dạ, tự nuôi chứ. Dạ. Sơn hào hay gì không có thì. Dạ. Con biết trong bờ con đi dầm vô trong đó. Này ngoài cái cậu thằng nhóc. Hôm bữa gia đình mình có ăn sườn, cơm sườn á cô chú anh chị. Cũng có cô chú anh chị vô bình luận nói là sao mình không có làm dưa rau muống này nè ba. Mình dưa rau muống ăn với cơm sườn cũng rất là ngon luôn. Chị bình luận là đúng đó con. Cơm sườn là không có thể thiếu món rau muống. Mà nhất là ở quê mình là rau muống rất là nhiều. Dạ. Mà gia đình mình thì nảy sinh lên làm mà không có chuẩn bị trước. Khâu làm thì làm thành ra là rau muống thì làm phải qua đêm ăn mới được cô chú anh chị. Còn dưa chua thì làm chừng vài tiếng đồng hồ thì ăn được rồi thành ra. Bữa chọn nào bữa nào mình rảnh á, mình đi bẻ, mình làm một keo mình để dành mà. Bà Lộc bẻ nhiều đi, hồi tắm làm dưa chua luôn. Quá trời một gỗ luôn hả chứ, để em rảnh ra. Nghe mía của con rồi, đúng rồi. Tiếp tục nữa, ăn nữa hay về bà Lộc? Đúng rồi. Xì muốn này, vô xào bao nhiêu đây là ăn một làng. Đặt em lỏng rồi. Mềm không mềm, mềm. Đặt cái khác không? Mềm sẫm mà, mía này ngon quá. Mía này mía tây hả mà? Mía tây thôi. Rồi, sao? Trái chồng em với, mấy đôi dép thôi. Mấy đôi dép thì nhỏ đâu trời quá trời đẹp luôn. Đó cũng bự không coi, sao tao nhịn gì lắm á. Sao đây? Mẹ dớt, mẹ dớt mới vô mà mẹ đạn cho nó gớt xuống luôn. Dạ. Yeah. Con đó mà con thấy luôn hả? Dữ nha. Đây. Ếch này cũng nhỏ hả mẹ? Ếch này mình dưa thì thiên nhiên á con, thành ra nó không có phải như con ếch kia. Dạ. Mình nuôi ăn bự, mập. Ếch này nó ếch mỡ. Mình có con gì cái mình dục xuống cho nó ăn. Ơi ơi rồi rồi. Rồi. Nè nè bắt. Đó kìa. Nhảy rồi. Để mà. Đó rồi, nó vẫn còn ở đó mà. Đó đó kìa. Chọc chơi. Rồi, rồi, rồi. Ê ê ê. Rồi. Đây đây nó bắt rồi. Đó kìa. Nhảy hả bạn? Hồi ếch nhìn thấy ngon quá. Dạ khác luôn hả em bà? Ếch giờ chưa ếch đồng chứ. Ếch thiên nhiên hả bà? Ếch thì mình lật đầu tép rồi á, mình dục nó cho nó ăn. Ê ê ê ê, rồi. Nó kìa. Nhảy ra hả bà? Nhảy ra bà Lộc. Vậy giờ vậy mạnh. Giờ im mạnh dữ nha. Còn có ếch nuôi dễ vậy, con bỏ lại nó nằm đó hả? À. Đó, đó. Rồi, bắt rồi, vớt rồi. Vớt rồi. Nay mình làm nhiều nhiều đại đi mẹ, 6 cái con gì đi. Dạ. 4 mà. Bụng nó màu trắng. 4 nữa. Con gà đó là cho dâu tây rồi đó, dâu tây nuôi trong chuồng. Lúc trước cái lồng đó là mình nuôi thỏ cô chú anh chị. À, hai con thỏ mình nó làm như nó bị mắc mưa rồi. Rồi. Được con. Hai thỏ mình để ở ngoài đó làm như là bị không biết bị sao nữa. Gió với nước làm như mưa nó hật lên hay sao. Nó bão.
Bảo nha. Nếu bà bắt hết nhảy quá. Rồi có được miếng bao giờ mình chuyển qua cái lồng đó để dành cho dâu tây nuôi gà. Đủ giờ. Nhiêu đủ rồi à? À mập con nào nấy như heo. Đây là phải làm cho ly cà phê nào cái chứ được. Ly có lọc đem ra không bà lọc? Nãy giờ thành nó rất sân cái gì chưa có uống được. Cái đùi có hai hả? Đem giùm tính phí nha. Ok. Hổng bán rẻ 5.000 không có lời anh ba, bữa nay bán lên 6.000 nha. 6.000 hả? 6.000. 6.000 nhắc uống lại rồi em ơi. À 6.000. Có 7.000 bây giờ. 2.000 không phải không? Không lại tình cảm được rồi. Tình cảm rồi. Mỗi bữa quay phim làm cho ba Lộc uống không à. Bữa nay ba Lộc làm cho quay phim uống rồi có cảm nhận như thế nào. Ví dụ rồi lúc trước không có vàng giờ tập làm cho uống với tiền rồi. Từ từ đi mua cà phê về chăm cho uống nữa mới ngon. Ví dụ rồi. Bữa sao mà uống hành nó tốt với mình dữ. Cái ngon à. Công nó làm uống này cũng kỳ. Quậy mà lên bọt thì nó ngon quá Thành. Cà phê này có một chú tặng cho Út Thành đó. Chúng ta có uống cà phê không? Muốn thử không? Cà phê chắc ngon. Ngon. Nhưng mà cô chú anh chị coi nè, cô chú anh chị. Được một lớp cái gì. Không mở gì mà cà phê chè đó. Quá khứ à. Không muốn xà tỏi nè, ông cậu cà phê thích luôn nè. Đúng rồi, món ruột của ông cậu luôn á. Mấy đầu mình cũng muốn nấu lẩu mẻ. Nhưng mà ít mình cũng có nấu lẩu mẻ rồi. Với lại thấy đám rau muống mình quá là làm mà lung lay cái bàn không xào xá ớt ăn thấy vậy chứ nó bắt cơm lắm cần với nồi cơm hết sảy nha. Nãy quay nãy giờ quay vô tay ngồi đứng hình luôn tính đưa vô gần rồi cái mặt này chắc buồn ngủ rồi có ngủ chào bà cô chú kia chào rồi nha. Vậy hả, hèn chi nín thinh nha. Tại em cảm nhận là bữa nay thấy ngon tại vì sao thấy rau muống thấy ngon thì cũng muốn nó cộng bự không à. Ừ. Rau muống mà mình đi bẻ mà mình ngắt nha. Cốc 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 cốc. Mấy ngày hơi nắng lại nè hổ. Chứ bữa hổm thầu rồi. Tháng mưa bây giờ. Vô một ôm nó ngon hết biết luôn. Đám rau muống này là mẹ con canh nó từ hôm qua tới giờ. Hôm qua hai mẹ con đi vườn mà nó thôi để mẹ lội xuống mẹ bẻ cái con cản mà bữa nay mới còn á. Cản để dành chừa lại cho bà Lộc bẻ đó. Thay chứ tốt cho bà Lộc không? Cái quá gì tốt. Tháng mưa thì ở quê mình thì rau muống thiếu gì. Còn khoái lắm rau muống xanh xanh nó mỏm của mình. Hồi nãy con nhớ em ba nói là hình như lâu rồi em ba không vô mà vô chuyến này thấy lạ phải không? Ừ con, lạ con. Quá lạ thế mà. Thấy con với bà Lộc lớn rồi bữa hổm không? Ừ, lớn thì không lớn rồi, già mà thấy tay trái nó bự con. Nhãn nó lớn lên. Vài bữa nó vô còn lạ nữa. Vậy? Chắc chứ sao em ba vô là sẽ thấy lạ nữa đó. Chắc là vô chứ sao thấy vô tay lớn mà. Xào, xào, xăng rồi ớt dẻ lên nó ngon nè. Xèo. Phía bên đó thì mẹ sẽ xào ớt. Để xào ớt. Xào dễ dễ rồi, được cái dễ. Còn ở phía bên kia nữa là mình nấu cơm. Nhầm bữa của chú anh chị, mình làm đồ ăn. Làm ăn xong hết trơn rồi cái cuối cùng quên nấu cơm. Cũng đâu 1-2 quận gì hết hả? Mấy quận gì rồi đó. Dạ. Chắc tại không có thêm ba mới quên nè, bữa nay có thêm ba là nhớ rồi. Thêm ba luôn nhé. Dạ. Cái này mình lấy hai đôi đũa không thêm ba? Lấy cái sạn dạ. Được rồi. Cái... Ủa con không thấy cái sạn gì ta? Ờ cái này. Thấy con dẹp cái thao. Chảo thịt ếch này dữ lắm à. Ở phía dữ hết á. Này chắc vô ăn ké rồi lo nhãn quá. Thím ba chở được con nhãn mẹ làm quá nhiều luôn. Thím ba làm cái xào hai cái tay xào chở này con nhớ tới hồi Tết mình làm mất á em ba. Đúng rồi con. Ừ. Ủa Tám ơi, bữa nào ấy? Dài muốn ăn bánh tét thôi. Vậy ha. Mua bánh tét nữa. À. Mua 2-3 ký nếp gì có bánh tét. Bánh tét mà chị cũng thích ăn bánh tét mà chị thích bánh tét chiên á. Bánh tét mình không mà một hồi Tết mình có ngon chứ tại vì chứ có ăn dạ không được chứ có ngon chứ ngon lắm. Nay mình ăn đơn giản nha nè. Con Lộc cơm mình mất có để ý là Lộc cái gì không? Phần xả khéo ha. Phần xả khéo còn. Phải vậy. Cho ba Lộc 10 đi. Cho ba Lộc sắc xả con đâu dành đâu. Chắc là cơm hả chứ? Mẹ ơi con chắc cơm con bỏ nước hay lấy nước mẹ? Lấy nước cơm ăn coi. Lấy nước cơm đi chứ. Bên đây là cũng một nồi cơm mình do sẵn nè cô chú anh chị. Bữa nay còn lôi nhãn ăn tới hai nồi cơm lại. Con làm gì vậy? Dạ. Nói chứ bữa nay mình
cháo rồi cho chó ăn hả? Dạ, con nấu miếng cơm cho mấy con su ăn. Có lo cái thằng đó chứ nó lo cho mấy con su thôi. Dạ, thao nước cơm này mà có tép gan hả em ba? Tép gan mà tép mặt không á con. Dạ, không thôi khô lửa trâu á em ba. Đúng rồi con. Mà hồi đó em ba nhớ mẹ con là dắt sáng làm cơm ăn là nước cơm mình là con với khô lửa trâu. Khô lửa trâu mẹ mua là có tí, tại vì đó khổ lắm đi chợ đi mua lần khô nhiều lắm. Dạ, một khô lửa trâu với hàng mà chiên lên rồi ăn chan nước cơm này ăn cũng ngon nữa. Ăn cái đi thay đi làm. Dạ. Muốn rau muống nào nó cũng ngon mà rau muống xanh của mình hết. Dạ. Cái rau muống xanh á mình luộc là ra làm xào rồi nó xanh cảo luôn. Mẹ đến ba hồi nãy luộc chín thôi. Kệ đi. Mỹ ăn ngon là được rồi mẹ. Người ta đếm mấy người? 6. 6 người ăn kẹo hả? Quá im, người ta ăn không ăn nữa luôn, không đủ luôn. 6 cái nha cho tay. Nhắc cơm ra luôn đi. Thịt ếch được và súp ra. Wow, cái đùi mấy cái đùi này là phao miệng qua lọc nữa. Nãy mẹ hỏi vô dâu tây vậy chứ ăn đùi ếch chiên bột không, dâu tây nó nín thinh à. Thật ra mẹ không biết y có ăn không. Nhiều quá. Hồ hả? À, nồi cơm bên này nấu khéo quá. Bà, quá trời khéo, nồi cơm này ngon rồi, ai nấu gì ta? Bà nấu gì ta? Nồi bà nấu rồi. Giờ anh cũng xin mời cô chú chị dùng cơm chung với gia đình anh luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời ốc tay nha. Này thì gia đình mình sẽ ăn với ớt. Ớt kho xả ớt. Ngoài ra thì có rau muống nữa. Rau muống xào. Còn ai muốn chan nước cơm ăn với ớt thì cũng là đặc biệt khá là ngon luôn. Dạ, bữa nay có khách hay gì dọn chén nhiều quá vậy ta? Ai có. Có tay. Ủa sao mà không phải dễ dễ đoạn xương. Rồi, chén đoạn xương, lấy chén đoạn xương đi chứ. Để bánh chén nè. Đó. Phải rồi, ta dọn đúng rồi. Bây giờ mình ăn, vậy mình ăn đi thím ba. Chần chờ gì nữa. Lâu quá chờ thím ba không có vô, lo nhã cũng nhớ lo nhã con bữa nay nha. Cái mẹ giờ ra đây cái ăn mát quá. Dạ. Ăn không khí trong lành ha. Sao ngủ thế không? Tại vì ban đêm á, mình nhớ mình quay clip hơi trễ á, cách này bận quá rồi quay hơi trễ. Ở trong trỏng nó tối với lại nó mệt nữa. Ra đây thì nó hơi sáng. Ừ. Mà ra ngoài đây nó thoáng mát mát thôi con. Dạ. Anh hai á ở nhà cái anh hai nói chợ hỏi cần quạt gió luôn. Tay làm ưu tiên cho vô tay mấy cái đùi đó, vô tay đùi đây con, ăn đùi trước đây. Ờ đùi ếch này mà mình chiên bột ăn ha. Hết sảy rồi, hết sảy rồi. Châu gấp miếng có cái món rau muống này. Nãy giờ Thành cũng quên nói với cô chú anh chị nữa. Bữa nay thì mình có một cái món ngoài luôn đây. Sao rồi chia sẻ đi kêu bằng món gì chứ? Bữa nay hả? Bữa nay cũng là xả ớt nữa nhưng mà cho chú ăn dừa kho xả. Chứ hai kho ăn da heo kho xả. Sẽ cái món này là cũng như là dừa mà dừa là mất á em ạ. Hồi xưa người ta nghèo người ta nói da heo kho xả không đó con. Da heo kho xả xả ớt. Dạ. Nhưng mà ngon á. Hôm nay thì chú hai ăn chay á cô chú anh chị. Thì chú hai ăn nha. Dừa kho xả dừa đó mình làm mứt dừa luôn ha mẹ. Ừ. Dừa. Mà thím ba thử ngủ thấy ngon quá thành. Dạ. Ừ. Ngon gấp được á thím ba. Mình ăn mặn rồi gấp chưa được nữa. Không có. Thím ba mượn rửa hành cho một bữa. Ê mượn đũa chứ hai ngày gấp cho anh ba ăn miếng đi. Đào cho miếng trái thiệt luôn á. Cơ hương bà cũng biết đó con. Dạ. Có đồ đũa này nguyên nè con. Con muốn ăn con gấp. Ngon phải không? Ngon. Ăn cũng ngon lắm cô chú chị. Chế hai có duyên lắm á, chế quá ngon. Nó có độ giòn ở thành, mặn mặn ngọt ngọt hình như sẵn. Dừa nó ngon, béo béo luôn. Đúng rồi. Hay là làm đũa nữa. Đũa rồi. Mình muốn dọn thêm. Tuy rằng rau muống này thì nó không xanh thiệt nha con. Dạ. Rồi, rau muống này ăn rất là ngon. Ăn rồi. Chất lượng á bà. Đúng rồi con. Cái loại rau muống đỏ này á là có nhiều cô chú anh chị nói là cái thịt nó dày. Đúng rồi. Còn rau muống xanh á là cái thịt nó mỏng. Dạ.
cái rau muống. Rau muống xanh thì nó cũng tương tự như rau muống tàu vậy ha mà. Ừ. Này có thêm bà cái ăn cơm thấy ngon lắm bà. Đúng rồi con. Lâu quá trở rồi nhỉ, thấy không khí rộn ràng lên liền. Thấy nó cũng vui, ba cũng vui. Chắc ngày mai. Nhớ không sao mà thấy ba lâu quá không vô vậy? Nó bận rộn chuyện quá trời, con thứ ba không vô giờ thứ ba cũng trở về lâu nhỉ, cũng hơi lâu rồi nha. Ngày mai mình nếu mà có chú dắt có bánh ăn mừng luôn anh bà. Ừ, đúng rồi con. Dạ. Chưa để giờ con coi. Mốt đi, mốt rồi. Thôi ngủ ngon không chị? Dạ. Mà thấy mẹ đóng buồn chú xem thấy cũng ngon lắm. Vậy mình phải đi chuẩn bị lá nè. Vậy là mai để con với bà Lộc ra chuẩn bị lá với lát với chuối. Lát cắt về đi mẹ kể. Hồi Tết đi lần gói mẹ bệnh thì chứ rất là ngon. Dạ. Ăn thì nghe ngay thì cảm nhận thì mẹ bệnh thiệt chứ mà chú ba cảm nhận là ngon. Nhưng qua Tết thì chỉ ăn ngon thôi con. Dạ đúng rồi. Dạ. Hồi Tết nhà dạ, con để rồi cũng có tháng vậy. Đâu hình như để tới cái đoạn cuối cùng là ăn đâu cũng mấy tháng là để tủ lạnh, mình để tủ lạnh chị biết không, em cúng ông bà rồi qua 2 ngày sau là bỏ tủ lạnh có 10 ngày sau thứ ba mới chiên ra à. Thứ ba cũng như mẹ chiên thứ ba uống rồi năm rồi vậy đó mốt rồi. Dạ. Như Tết mình gói ra rồi có không khí nó vui với lại là mình để dành chiên ăn hoặc là mình cho người quen cũng thấy mừng nữa em ba. Đúng rồi. Mẹ mới thêm mẹ cho ăn nước cơm. Tắt mừng hả? Ăn nước cơm lâu lâu ăn nước cơm ngon lắm đó con. Dạ. Nước cơm với nước dừa hủ. Lâu lâu mình ăn cái nó ngon. Thường mà ăn cơm mà no rồi ha. Mà trang nước cơm hoặc nó dừa vô là làm thêm chén nữa là khỏe gu luôn. Nóng mà còn nhâm trang sợ nóng quá. Thấy với trưởng. Cái trưởng trang này thấy cũng được ba Lộc. Lộc ăn ếch đi bà Lộc. Thèm bữa nào ăn chắc á mua khô cá lưỡi trâu khô thích khô cá lưỡi trâu khô cá lưỡi trâu với cái khô gì mà khô sạch gần hả con sạch gần hay không. Khô lù đù lù đù đúng rồi lù đù á chiên cái đó món hồi xưa của mẹ con dám tánh đông mẹ nước cơm mà trang với này ăn này cũng như tụi ăn cháo trắng vậy thôi mà ôi chị giỏ chứ quá con. Dạ. Dầu lửa nè gạo nè rồi dưới cái gì không con khô lưỡi trâu nè là chở gì đó nướng cho mẹ vô cha con. Dạ. Mới khai thác ra người trong gia đình mình như cả nhà. Dạ. Là biết hết á. Hồi xưa đi vô làm tiếp ở trong này nè, rồi biết chở dạ. Lương thực ông nội chở lương thực xuống là cho là chúng ta biết hết. Mẹ biết sao mà con đặc biệt là con thích khô lưỡi trâu không? Chỉ có kỷ niệm này thật sự là hồi đó giờ con cũng chưa khai nữa mẹ. Mà bữa nay lỡ rồi con khai ra nè, đừng có chữ con nha mẹ. À, hồi cũng lâu năm lắm mà năm đó con còn đi học cái về cái con thay đồ ra xong cái ngói bụng ăn thấy khô lưỡi trâu chiên sẵn mà nó hơi nguội cái con mới hâm mà con chiên bật lên chiên đi thay đồ cái con lấy cái nắp son á mà có cái quay mũ á trên á cái con đậy lại rồi con bật con đi thay đồ cuối cùng quên luôn tới con quay lại là cái chảo nó đen thôi mà cái nắp mới quẹo luôn rồi con mới đem ra ngoài góc dừa ngoài góc dừa ở ngoài trước cửa mình hai bẻ đó là con giục cái son với cái nắp luôn mà tới giờ là con mới cài mình nói sao mất cái son quải rồi ủa sao mà tại sao mất cái son mà kiếm mà không thấy luôn nha là con hả mẹ ơi dạ cũng mấy chục năm rồi có cả chục năm á hồi đi học với anh chắc lớp 6-7 hả con dạ mà lúc đó cái tính hay quên sao mau quên bật lên rồi sao người dục luôn dục nguyên cái sòn với cái nắp luôn tưởng là lưỡi chai lưỡi đâu là lưỡi chai lưỡi trâu nãy giờ nó nói là cái lưỡi của chế hai lưỡi chế hai à tưởng đâu anh út khéo lưỡi chế hai chứ đúng mấy rồi phái cười không mà chắc vậy là anh tay cũng khoái gì lắm nữa đã nghe chữ đúng rồi không ai la gầy cái tay khỏe bớt được người chửi rồi bánh lá như là làm bằng từ cái lá gì đó cái lá gì lá bơ